Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn gọi là kỹ sư hẻm. Rất là nhiều người thắc mắc, chiếc xe mô tô hơi lớn thì 1 lít xăng có thể chạy được bao nhiêu km? Và đây, tôi sẽ có một cái gọi là cái thống kê sơ bộ, tại vì xe nào tôi cũng chạy rồi. Thì với tất cả những dòng 600 phân khối, thì 1 lít xăng nếu chạy ở thành phố sẽ khoảng 19-20 cây số một lít, và chạy ở đường trường ít tháng ít dần thì nó có thể đạt được 27 cây số một lít. Còn với những dòng xe 750 phân khối hoặc là 800 phân khối thì sao? Ở đường thành phố nó có thể chạy được khoảng 15 km một lít. Còn với đường ngoài đô thị thì có thể chạy được từ 24-25 cây số một lít. Với những dòng xe 900 phân khối, 1000 phân khối trở lên thì con số chạy trong thành phố một lít chỉ còn khoảng từ 10-12 cây số một lít, và khi đi đường trường ở mức khoảng 19-20 cây số một lít mà thôi. Với những chiếc xe mà phân khối còn cao hơn nữa, giống như là 2.3 hay là chiếc X14R thì cái mức độ ăn xăng của nó còn khủng khiếp hơn, nó chỉ khoảng 8-10 cây số một lít ở thành phố, và với đường trường thì nó khoảng 15-17 cây số một lít. Dĩ nhiên con số đó chỉ là tham khảo mà thôi, bạn có thể chạy tiết kiệm xăng hơn tôi nữa. Vì sao? Vì khi chạy xe nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện giao thông bạn chạy, và ngoài ra cái cách chạy của mỗi người nó còn ảnh hưởng tới việc tốn xăng hay không. Như tôi đây, tôi thường thấy đèn đỏ từ xa mà còn trên 30 giây tôi đã tắt máy, tôi chả mò tôi thả trớn tới, đến khi nào hết đèn xanh, hết đèn đỏ tôi bắt đầu tôi nổ máy tôi chạy lại, thì lúc đó mát máy hơn, ít tốn xăng hơn. Còn với những bạn mà mới mua xe hay thích nẹt bô hay gì đó thì đó là những cái hành động khiến cho xăng của bạn đốt đi một cách lãng phí, thì dĩ nhiên bạn phải chịu tốn xăng mà thôi. Vì thế câu nói tốn tiền hay không là do ở chính mình, đó là câu nói luôn hoàn toàn hợp lý. Vì thế để lựa chọn một chiếc xe hợp lý, nếu bạn đi nhiều thì hãy nên chọn một cái dòng xe nào có mức độ an xăng phù hợp với túi tiền của bạn. Chào các bạn, chúc các bạn có nhiều thông tin hữu ích.